Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, thật xót xa khi hay tin một linh mục bị giết trong cộng đồng vùng biên giới. Theo truyền thông Thái Hà, một linh mục công giáo, người hướng dẫn nơi trú ẩn cho người di cư, đã bị giết ở bang Baja California, biên giới Mexico. Điều này càng cho thấy Mexico là một quốc gia sát hại các giáo sĩ. Cha Jose Guadalupe Rivas Sadana và một người khác chưa xác định danh tính được tìm thấy đã chết vào ngày 17 tháng 5 tại thành phố Tezate, phía đông Tijuana, sau khi được thông báo mất tích vào ngày 15 tháng 5, theo truyền thông địa phương. Có dấu hiệu cho thấy cha Rivas và nạn nhân kia bị thương ở đầu. Tổng giáo phận Tijuana đã xác nhận các trường hợp tử vong vào ngày 18 tháng 5. Cha Rivas đã từng là chính sứ giáo sứ Thánh Giuđa Tadeo ở Tezate và là giám đốc nơi trú ẩn dành cho người di cư kể từ tháng 6 năm 2021 và đã tham gia vào phong trào canh tân đặc sủng công giáo. Các cộng đồng công giáo làm việc với những người di cư đã kêu gọi một cuộc điều tra thỏa đáng về vụ sát hại cha Rivas và cảnh báo về tình trạng mất an ninh tràn lan khiến cả người di cư và những người bảo vệ họ có nguy cơ bị bạo lực. Chúng tôi biết rằng những nhà bảo vệ nhân quyền của người di cư và người tị nạn đang phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh và bạo lực. Vì vậy, điều cần thiết lúc này, nhà nước phải đảm bảo an toàn cho những người đang thực thi công việc này. Tổ chức của dòng Scala Brini dành cho người di cư và người tị nạn cho biết trong một tuyên bố ngày 19 tháng 5. Các linh mục ở Mexico đã phải chịu bạo lực ở Mexico cùng với người dân. Theo Trung tâm Truyền thông Công giáo ở Mexico City, ít nhất 5 linh mục người Mexico đã bị giết hại kể từ tháng 12 năm 2018. Nguyện xin Chúa gìn giữ các linh mục của Chúa luôn được bình an. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.